rất là thương, rất là tội cho anh Trân. Cái bệnh tình này của nó đó, do nó được sinh ra nó là đã như vậy rồi. Đó là do người lớn chứ không phải là bản thân của bé nó sống hư hèn rồi nó trở nên như vậy. Cái tuổi này là cái tuổi rất là đẹp của cái thời con gái, nhưng mà Trân lại mang hai cái căn bệnh rất là ác nghiệt. Thương, mình cảm giác giống như nó đang coi cút bơ vơ giữa cái cuộc đời này. Bình thường hai ông cháu gì? Có ngồi nói chuyện với nhau không? Không. Không. Ở bên ngoài nha không? Nhắc làm chi bên ngoại, ông bà ngoại chết hết rồi. Bây giờ nó có ông nội thôi. Nó chỉ trông chờ ông nội thôi. Đừng nhắc ngoại ngoại nó. Ông nội ha, hãy mở lòng ra. Ông cũng hãy bỏ qua đi. Giống như ông ngoại mà ngoại chân đã mất rồi thì đâu có còn gì nữa đâu. Quan trọng đây là còn một đứa cháu máu mủ của mình nó đang ngồi đây nè. Mở lòng ra. Nghe không nha? Con cảm ơn cô Bình với chú Sinh đã ủng hộ con với chị Bình, với cô chú anh chị ủng hộ con tiền chị Bình. Con cũng cầu mong con hết bệnh để con khỏe con đi làm. Vậy nè. Cái máy nè, hỏi tự tự mở đập ra đi. Hộp. Thường đập. Thường là nghe nói là đập hộp. Đâu đâu đón thử coi màu gì, máy màu gì. Màu xanh. Sao biết màu xanh có chữ màu xanh á? Trời ơi. Dạ em chào đến cô chú anh chị nha. Từ sáng tới giờ cũng mất thời gian nhiều ở trong bệnh viện á, tại vì em thăm các bệnh nhân ở trong bệnh viện ung bú. Rồi bây giờ em chạy ra ngoài nhà của chị Bình nè, đi cùng với lại hai vợ chồng của chị Bình qua bên quận 8 để mà xem coi cháu Trân ở nhà trọ như thế nào. Với lại thưa với lại cô chú anh chị á, thì cũng nói chung là về cái tình hình của cháu Trân á, thì mình cũng hơi buồn về việc mà phát hiện thêm những cái bệnh tình của cháu. Và cái hy vọng của cháu thì thực sự là cũng cầu mong là cái điều may mắn đến với cháu thôi. Nhưng mà trước mắt bây giờ cháu cũng được con cái là được những cô, những chú quan tâm. Ví dụ như là hôm nay em sẽ công bố cái khoản tiền lớn mà mấy ngày qua đó Mạnh Thường Quân gửi đến cho cháu nha. Ai có trong danh sách thì hãy đón xem cuối video để mà biết cái tên và cái khoản tiền của mình gửi vào trên kênh GoFood để tặng cho cháu Trân nha. Chào chị. 5 phút nữa mình đi nha. Dạ, chị Bình. Hôm nay đó là em với lại vợ chồng chị sẽ qua bên quận 8, nơi mà gọi là có người nhà của cháu Trân ở bên đó. Mình cũng có thể, nếu mà mình có thể là mình biết được nhà bên nội của cháu Trân luôn nè. Rồi mình biết cái chỗ trọ của cháu Trân nè. Rồi hôm nay thì nói chung là tuy là cháu là người lạ đối với mình, nhưng mà mình coi là con cháu trong nhà và cái hoàn cảnh này thật sự là rất là bị đát. Mình giúp gì được cho cháu thì mình giúp hay chị. Ví dụ như mình coi chỗ ở của cháu rồi có đàng hoàng, có sạch sẽ rồi hay không, để mình cũng yên tâm nè. Thực sự là em cũng không có muốn là gọi là khép lại về cái trường hợp này, nên là mình sẽ góp ý thêm cho cháu Trân, và cũng như mong mọi người có thể ở trên kênh đó góp ý về những cái thuốc á hay chị ha. Nhưng mà trước khi lên đường đi thì chắc là phải mua cái điện thoại cho cháu, có hứa rồi nha. Cho em cái điện thoại rồi cũng có mạng lựa trong đó cho nó vui. Qua hôm qua nay giờ cháu nó về rồi, chị có cái cảm xúc gì không? Nói chung là buồn, thương cho hoàn cảnh của con bé. Tính ra là con bé là mình nói là đứa trẻ mồ côi thiệt, mình kêu bằng đứa trẻ mồ côi đi. Nhưng mà so như vậy là con bé Trân nó rất là ngoan nha em, nó ngoan đó. Những cái gì mà nói thì mình ban đầu mình nghe nói thì mình nói là do Trân nó không có nghe lời người lớn. Nhưng mà thật ra là cái trong cái chuyện này là do người lớn cũng từ chối nó, thành ra là nó phải đi sống bụi đời rồi như vậy. Mà tuổi thì đang cái tuổi vậy thì tuổi rất đẹp của lứa tuổi con gái, mà bây giờ lại mang một cái căn bệnh như vậy, căn bệnh thế kỷ rồi lại thêm căn bệnh ung thư, rồi không nơi nương tựa,
Nói chung chị rất là thương. Thì chị cũng có tính như vậy. Hôm nay là chị với em đi qua bên đó coi chỗ ở nó như thế nào. Nếu mà tình trạng mà không có ổn đó em, thì mình có thể chị em mình sẽ tìm một cái nhà nào ở khu vực ở gần chị. Mà căn nhà đó là cũng một cái căn nhà riêng. Thì nhưng mà rẻ, cũng coi rẻ tiền xíu. Rồi xong rồi cho nó ở đó cũng được. Rồi hàng ngày chị sẽ tới lui để chăm sóc cho nó cũng được. Dạ, để qua bên đó coi như thế nào ha. Thôi giờ chị em mình đi ha, chứ để giờ trễ giờ của chị. Thưa với lại cô chú anh chị, thì em với lại vợ chồng chị Bình đang vô một cái cửa hàng bán điện thoại để mua cho cháu Trân. Chứ một chút thì cũng không có thời gian mua cho cháu Trân cái điện thoại chứ anh chị. Với lại giờ cũng đang mua một cái sim để bỏ vô cái điện thoại để mình tiện cái việc liên lạc. Chứ nhiều bữa nay đó là từ hồi sáng tới giờ là gọi điện qua bên ông nội nè, rồi gọi điện cho hàng xóm của cháu Trân. Nên là ví dụ như là cháu Trân nó có cần cái gì đó thì cũng có máy để mà gọi điện. Về cái điện thoại này á, thì em cũng phải là nhắc nhở cháu nên là sử dụng điện thoại đúng cách ha. Về tất cả những cái mối quan hệ mà nó không có được tốt, hoặc là bạn bè trước kia của Trân đó, lọc lựa ra những cái bạn nào nên chơi, những cái bạn nào không nên chơi. Và có cái điện thoại thì cháu đó, mình cũng yêu cầu cháu để tìm hiểu về trên mạng rồi về việc mà chăm sóc sức khỏe cho bản thân, về cái bệnh rồi thuốc thang rồi mình sẽ yêu cầu, chứ không phải là mà để mà tặng cái điện thoại để mà chơi game hoặc là điện cho người này người kia, nó không có đúng nha. Tặng một phần cho cháu nó vui, và cũng như là mình cũng là một phần là mình giáo dục cho cháu, mình làm mọi cách để tốt nhất cho cháu. Chắc là em nghĩ là cháu Trân nó nhận được cái điện thoại này sẽ rất là vui nè, rất là vui. Và Trân nói là từ hồi đó tới giờ không có xài điện thoại cảm ứng, chỉ có xài mấy cái gọi là cái cùi bắp được không ạ. À? Chắc tầm khoảng 5-10 phút nữa hay xong thôi. Rồi hôm nay đó là em cũng có đi với vợ chồng của chị Bình với lại là chị Thủy. Đó. Chị Thủy thì hôm bữa thì cô chú anh chị cũng có nhớ về cái trường hợp của cháu Long ha. Chị Thủy thì chăm sóc cho cháu Long đến khi mà cháu Long đi về quê. Và trên cái video của cháu Trân đó thì chị Thủy cũng có xem và cũng có nói là những lúc mà cháu Trân mà cần được cái sự mà chăm sóc á, khi mà sức khỏe yếu á, thì chị Thủy sẽ sẵn sàng chạy qua để mà chăm sóc cho cháu Trân. Nên là hôm nay mình cũng có nhờ chị Thủy đi cùng, biết chỗ trọ nè, rồi hai cô cháu gặp nhau để mà dễ nói chuyện. Đây, gặp chú Tư rồi đây. Gặp chú Tư. Chú Tư đợi mình từ hồi sáng tới giờ nè. Rồi bây giờ là mình phải đợi anh Long. Rồi anh Long sẽ dẫn mình đi qua đường Cao Lỗ á. Thì cháu nó đang thuê trọ đó đó cô chú anh chị. Anh Long anh nói là khoảng 5 phút nữa anh sẽ tới, tại vì anh chở con anh đi học hay sao á. Anh Long là cũng là cái người mà báo cho mình về cái trường hợp của cháu Trân. Chú Tư ơi, Long đó không? Kia. Long chủ tiệm net ở bên kia đó. Hồi sáng mới ghé mới gặp. Dạ. Số điện thoại. Số điện thoại của ai chú? Của nó. Anh Long ảnh đưa số điện thoại của ảnh qua cho chú. Nói gì đi. À. Chú có điện thôi. Chú con thấy chú một hai hôm rồi đó mà chú có tắm rửa thay đồ gì không? Con thấy chú mặc mấy bộ đồ này từ bữa giờ hả? Có tắm mà hôm nay. Không có thay đồ luôn hả chú? Đồ này em từng thay lần. Dạ. Dạ. Chứ đâu có dạng này, đâu thay ngày thường gì. Chú thấy tụi con
giúp đỡ tận tình không? Đi từ bên quận 9 mà chạy qua đây đó, vợ chồng chị Bình rồi chị Thủy đó nó chạy qua đây coi coi cháu nó chỗ ở rồi như thế nào. Mình đi thanh toán viện phí rồi mình rút tiền lại không? Có hen. Dạ. Rút được bao nhiêu hả chú? Còn mấy gì mấy? 7 triệu mấy hả chú? Rồi ra tiền đó là ai giữ chú? Chú gì? Chú đang giữ tiền tạm ứng của cháu là 7 triệu mấy ha. Có thanh toán là được, chị sợ cả nhà không biết không có thanh toán. Dạ. Có lấy được không? 7 triệu mấy đó để con tính coi. Rồi à, ngày hôm qua là cháu Trân còn giữ tiền riêng là trên 10 triệu ha. À. Rồi để chút con gặp Trân rồi con mới hỏi cháu nó là thuê tiền nhà trọ rồi đặt cọc cho người ta bao nhiêu. Chú ơi, à, con nói ví dụ thôi nha. Cái tiền 7 triệu mấy đó là coi như là chú dùm, chú giữ dùm cho cháu của chú nha. Dạ. Để mà cháu nó còn tiêu xài gì hay gì đó thì chú hỗ trợ cho cháu chú nha chú. Dạ. Sao mà con nghe nói là cháu Trân nó tự đi tìm nhà trọ luôn chứ chú không có tìm cho cháu nội của chú hả? Thì nó tự tìm. Ý là con nói là để mà chú chạy xe ôm đồ với lại là chú là dân khu vực ở đây thì giờ chú tìm dễ hơn. Với lại ở gần nhà mình hay tệ. Nó không có giấy tờ, nó cho mướn. Nó phải đi ra chú. Không cho. Không có cho mướn luôn hả chú? Ủa, có ý là con nói là chú là dân ở đây thì chú đứng ra bảo lãnh cho cháu nội của chú mà. Thì nói một tiếng thì dễ thôi, có gì đâu. Nó một, hai vòng mà. Nó ấy nhưng mà một tháng người ta mới trả phòng. Dạ. Hôm qua mình mướn cũng bất ngờ quá, gấp quá. Phải có giấy tờ. Nhưng mà bây giờ nè, cháu nội của chú đang mướn ở cái chỗ hơi xa nè. Nên là phải cần giấy tờ hoặc là như thế nào đó mới mướn được chứ. Không vậy đâu. Tụi nó dễ dạy lắm. Nó không cần giấy tờ hết. Hôm nay chú phải đi với tụi con để qua bển biết cái chỗ trọ của cháu nội chú nha. Để chú mà biết đừng tới lui lỡ mà nó bị lao, bị sốt gì là mình cũng phải biết chỗ. Ở đó cũng gần bệnh viện quận 8 á. Con biết rồi, bên Cao Lỗ thì con biết rồi. Với lại chị Bình, thì cái trường hợp của cháu Trân đó, mình không có thể là mình bỏ được. Có nghĩa là tới thời điểm này cũng không có bỏ được. Nên là cái chỗ ở mới của cháu Trân tạm thời thì bây giờ nếu mà mình qua mình thấy được á, tạm thời thì cho cháu ở. Nhưng mà em sẽ tính những cái đường khác. Tại vì khi mà cái video đăng lên, nhiều người người ta chỉ các loại phương thuốc nè. Rồi có chỉ vô những cái bệnh viện chuyên trị về cái bệnh đó và kể cả cái bệnh trên ung thư của cháu nè. Rồi có những cái trung tâm họ cũng đang liên hệ nó thì em cũng mong là sẽ định hướng cho cháu một cái hướng khác nữa ha chị. Chứ không phải là mình bỏ cháu như vậy đâu ha. Nhưng mà chủ yếu tại mình coi như nó như là con cháu trong nhà nên mình qua mình thăm. Mới mẻ mình qua mình thăm coi. Con không phải là người thân thuộc gì với gia đình chú, nhưng mà không biết thì thôi, biết thì rất là thương, rất là tội cho anh Trân. Nói chung cái bệnh tình này của nó đó, bản thân của nó không có muốn đâu chú, do nó được sanh ra nó là đã như vậy rồi, đó là do người lớn chứ không phải là bản thân của bé nó sống hư hèn rồi nó trở nên như vậy. Cái tuổi này là cái tuổi rất là đẹp của cái thời con gái, nhưng mà Trân lại mang hai cái căn bệnh rất là ác nghiệt. Thương lắm, con nói thiệt. Trân nhỏ tuổi hơn là con của con nữa, nên coi nó như là con cháu. Mà bây giờ mình cảm giác giống như nó đang coi cút bơ dơ giữa cái cuộc đời này. Cho nên là tụi con sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, để an ủi được cái về mặt tinh thần cho bé. Dạ, thì con mong rằng á, khi nào mà tụi con cần chú hỗ trợ cái vấn đề mà về pháp lý, về bất cứ giấy tờ gì, thì con xin chú hãy cố gắng là hợp tác với tụi con chú ha.
Dạ. Hôm nay thì tụi con cũng mong muốn cho cháu một cái điện thoại để tụi con dễ liên hệ trực tiếp với lại cháu. Rồi con cũng thưa luôn thế này luôn. Chú Tư hiện tại là người thân của cháu Trân, và người thân mà con biết được thì một chút xíu nữa đó, con xin phép là con đọc cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cháu Trân, và cái hướng mà tụi con sẽ giúp đỡ cho cháu Trân. Một chút là phải có chú ở đó nha, để mà tụi con nói rõ ràng, phải có người nhà mới được. Tại cháu nó cũng chưa đủ 18 tuổi, bởi vì con cũng mới nhờ mấy chị đồ, mấy anh đồ đi theo để nhiều khi làm chứng nữa. Dạ. Ê, chào anh Long nha. Rồi tình hình của cháu là từ bữa giờ em đăng video anh Long có coi không? Có, hôm nay cũng coi cái tập mới nhất rồi. Dạ. Đó. Thì ngày em qua đừng thấy nó lang thang về, thấy hết hồn nên gọi hỏi cho xin để hỏi ủa sao tự đuổi về rồi. Tưởng xin không có giúp cho cháu nữa mình cũng buồn phải không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà hôm qua hai anh em cũng có nói chuyện riêng. Hiện tại là nghe ông nội nói là cháu đang ở bên Cao Lỗ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thế đó em dẫn bạn thằng đó qua, nó qua nó đồ đó đi kiếm một vòng ở phòng nhà trọ cho hai đứa. Dạ. Bây giờ là anh Long với lại cháu này dẫn em đi hay là cháu này dẫn thôi? Để cháu nó dẫn đi. Dạ. Vậy để cháu trai đó dẫn đi ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Qua cái sự việc của cháu Trân mấy ngày qua thì anh Long thấy sao? Tâm sự thiệt cho em nghe thử coi. Nói chung thấy cũng tội nghiệp nó. Lại một phần là mình chỉ nghe một hướng thôi. Hôm nay coi mấy cái clip thì mình mới biết được cái hoàn cảnh của nó. Thật sự thấy cháu cũng hiền mà đúng không? Đúng rồi. Ngoan, đàng hoàng. Hôm qua anh thấy không? Ở trong bệnh viện mà khóc là không chịu về, không chịu xuất viện, nó là muốn điều trị. Rồi muốn về nhà mẹ mình này nọ đó. Thì hôm qua tụi em cũng có khuyên nhủ nên là cháu cũng đồng ý về đây ở nhà trọ. Thì cái phương pháp đó nó cũng tốt đúng không? Ở gần ông nội nè. Nhưng mà cũng xin thưa với anh là không phải là tụi em sẽ bỏ cháu ở thời điểm này. Nói chung là sẽ không bỏ cháu. Tụi em đang cũng hướng về cách để mà có cái hướng điều trị cho cháu ở những cái trung tâm, ở những trung tâm điều trị. Trước mắt thì phải về đây, tại vì bệnh để kéo dài sự sống được ngày nào hay đó cho bé thì thôi chứ. Tại bệnh viện người ta không có nhận nữa thì làm sao giờ? Phải như qua từ độ tuổi 18 trở lên thì có giấy tờ rồi đó thì mướn nhà trọ nó dễ. Đúng rồi. Vậy. Hôm qua mướn khó khăn lắm, tại vì nhiều chỗ người ta thấy bé sưng vậy á, người ta không nhận nữa. Đúng rồi. Bệnh như vậy á, là chỉ mướn ở cái khu vực bệnh viện ung bú thì được. Dạ. Tại vì có bệnh chung ở đó nhiều. Còn đi đây rải rác ở đây người ta thấy người ta cũng ngại. Dạ đúng rồi, đã ngại. Thôi em cảm ơn anh Long rất là nhiều nha. Có những cái tin tức gì em sẽ báo lại cho anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Giờ đợi cho cô em này nó chở, nó dẫn đi ha. Dạ. Con dẫn mấy chú mấy cô đi qua nhà bên chị Trân nha. Dạ. Này cũng là cái gì? Chị hả? Người quen. Người quen. Ý là chú xin nói là cái gì kêu chị là chung với, chị Trân. Hai đứa kia. Chơi game rồi đó ha. Đi trước đi chú. Khổ không? Mới tính đi cái xe bị trục trặc mới coi lại mới chạy được đó, chú anh chị. Giờ đi qua bên đường Cao Lỗ bên đó. Thì sẵn đây em chỉ cho cô chú anh chị về cái chỗ ở mà của cháu Trân lúc trước nha. Ở phía bên tay trái của em á là cái tiệm mét của anh Long. Cái tiệm nét đây ha. Cái tiệm nét nè, tiệm nét Bảo Anh đó. Cháu là cháu ở đây nè, đó ngủ rồi sinh hoạt đồ là ở ngoài vỉa hè đó, ngủ ở băng đá vậy đó. Đi giờ là năm xe của mình nè, vợ chồng chị Bình nè, chị Thủy nè, rồi chú Tư nè, với xe của cô em ở trước nữa. Đi em cũng suy nghĩ trước đi vô khu trọ rồi cái đi xe đông như vậy rồi
người lớn kéo tới 4-5 xe gì rồi. Không biết chủ nhà người ta suy nghĩ như thế nào rồi, không biết người ta có đổi ý không. Tới được chỗ ở của cháu Trân rồi đây. Cách đường cao lỗ tầm khoảng 500m của chú anh chị. Vô cũng quanh co lắm. Phòng đây. Chào con nha. Nghe ông nội nói là khu trọ bên đó là không có phòng. Tới cuối tháng người ta mới trả phòng, rồi mới qua đây thuê. Rồi đồ đạc là ai vận chuyển vô đây cho con vậy? Theo bạn. Rồi về đây thấy làm sao? Ý là con có thấy thích, thấy vui hay là thấy buồn hay như thế nào không á? Một hay không nó sẽ nhức nữa. Cái thuốc giảm đau cô đưa cho con còn không? Rồi uống sữa đây đó hả? Rồi mấy cái thuốc viên rồi đây hả? Súc miệng này nè. Ai uống nước ngọt đây? Con không có được uống nước ngọt. Sao đồ đạc rồi không có lấy ra cái nào xài, xài cái nào bỏ thì bỏ rồi. Chứ để mà... Để con chỉ nè. Tụi con làm một cái kệ ha. Làm một cái kệ ở trên này nè. Mua mấy cái bát về mượn cái đầu phan. Tụi con không biết làm thì nhờ mấy chú xung quanh làm. Ừ. Làm cái gắn lên cái kệ. Cái kệ mình để bánh, để sữa, rồi để đồ đạc. Hoặc là mình mua một cái tủ nhựa vậy đó con. Đặng để quần, để áo vô cho gọn gàng, sạch sẽ. Rồi á, mua một cái chiếc chiếu hoặc là một cái miếng nệm. Rồi mua cây chổi, cái đồ hút rác. Rồi với cái cây lau nhà. Đặng để mình còn phải vệ sinh sạch sẽ chứ con. Bệnh này là mình cần phải sạch sẽ đó nha. Thì mà, hôm nay á... Mà chị Bình, em thấy phòng này thật sự là... hơi bí nè. Rồi thấy nó cái việc mà cháu nó bị cái khoang miệng như vậy, rồi chỗ này nó ý làm nó là vi khuẩn rồi đó ha, thấy nó bí quá. Thì nói chung tạm thời đi em, tạm thời là có một cái chỗ ở, rồi kiểu như cũng có bạn bè nó tới lui hỗ trợ. Nhưng phụ vậy á, nói là bí, nếu mà mấy cái phòng kia thì nó không có được cái cửa sổ hả? Mấy cái phòng trên kia thì nó tuy là nó sáng sủa nhưng mà nó bất bùng. Phòng này bao nhiêu một tháng vậy con? Phòng bao nhiêu một tháng? 5,6 triệu. Là chưa tính điện nước hả? Tính luôn. Người ta bao điện nước cho mình 1,6 triệu. Ở gì nữa mà. Rồi trả trước cho họ bao nhiêu rồi? Hết 2 tháng. Cái gì? Trả trước hết 3,2 triệu rồi hả? Sao trả khổ không? Tên ở phòng này là mới sơn lại luôn, mới sơn 1-2 ngày luôn anh tí ha. Mới sơn, mới làm chưa xong gì hết. La phong là nhiều khi là mình vô cái là họ không là thay la phong, đáng lẽ có thể là này họ đã họ sẽ thay la phong rồi, mình vô. Không, cái phòng này giống như là phòng để dành cho công nhân đồ này kia thôi. Con có bạn nhiều không? Có một hai bạn mà tự tôi không có. Để ông nội vô đi nói chuyện thêm. Cái mặt con, cái gì đen đen trên mặt con vậy? Thuốc á. À. Con mời ông nội. Ông vô đây ông ngồi đi ông. Khu này chú Tư có vô không? Khu này chú Tư có biết trong đây không? Mình mới qua. Nó con cũng mới vô tới. Chào ông nội con, thương nội mới tới. Ừ. Rồi, con mời ông. Nói về chỗ này với lại ở bên nhà của ông nội thì bên nhà ông nội thì tươm tất hơn. Thoáng hơn. Chú thấy sao chú Tư? Thấy sao, thấy chỗ ở của bé Trần sao? Chặt chẽ chứ. Sạch sẽ hả? Nhưng mà nó hơi thấp, hơi... Nhà chỗ nó chịu vậy thôi.
hơi thấp. Mới sơn lại tường á. Theo như ông á, nhìn thấy cái chỗ của chân ở gì đây là ông có vừa ý không? Đây được rồi, tốt rồi. Rồi từ hồi sáng tới giờ là con nằm đây hả? Mà không có máy quạt sao chịu nổi? Này giúp mua chiếu chị chứ niệm nằm nó hầm lắm. Mua chiếu. Mua chiếu che. Ở đây chiếu thường nằm á. Mua chiếu nè, mua đồ hút rác, mua quét cây chỗ quét nhà, ghế đồ lau nhà. Rồi nhớ mua vài cái móc nữa. Nhưng mà em quan sát em thấy chị Bình thì cháu Trân nếu mà ở như vậy á, ở như vậy thời gian kế tiếp thì chắc là cầm cự sức khỏe không nổi đâu. À, vừa cái chỗ ở nè, nó không có thích hợp đối với người bệnh, rồi không có người chăm sóc nè, rồi thuốc thang gì cũng không có. Đó, thì em thấy vậy thôi. Thì giờ tạm thời đi em, rồi để chị em mình tìm cái cách gì mà tốt nhất đó. Rồi có gì thì mình sẽ tính tiếp cho con bé. Bây giờ nhất quyết là không có về ông nội về ở hả con? Khắc khe quá. Ông nội khắc khe đó. Ông nội khắc khe quá, không dám về bên nội. Tại vì có em với có chị với lại ở trên kênh YouTube như vậy, chứ thật sự là nếu mà để mà hai ông cháu ngồi như vậy chắc khó. Tại có em rồi, em yêu cầu là phải đến cái nơi này đến kia như vậy đó, thì có phải gì không mấy không? Ngày nay thì hai người mới được gặp thôi chứ. Có phải gì không nội? Bình thường hai chứ ông cháu gì? Có ngồi nói chuyện với nhau không? Không. Không. Bên ngoài hay không? Nhắc làm chi bên ngoại, ông bà ngoại chết hết rồi. Bây giờ nó có ông nội thôi. Nó chỉ trông chờ ông nội thôi. Đừng nhắc ngoại ngoại nó. Ông nội ha. Hãy mở lòng ra. Dầu cho con xin lỗi cái vong hồn của ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại ăn chân ha. Giả sử như ông ngoại với bà ngoại ăn chân có lỡ dạy cái gì mà để cho nó không có thương ông đi chăng nữa, ông cũng hãy bỏ qua đi. Giống như ông ngoại bà ngoại ăn chân đã mất rồi thì đâu có còn gì nữa đâu. Quan trọng đây là còn một đứa cháu máu mủ của mình nó đang ngồi đây nè. Mở lòng ra. Nghe không ha? Ráng mở. Gán mở, phải mở ra không phải gán. Rồi, em nhờ chị Thủy cầm máy giùm nha. Hơi cái video này nó hơi dài nha cô chú chị. Ở cái đoạn này cô Thủy đang cầm máy này nè. Cô Thủy đang sống ở quận 10. Từ bên quận 10 qua đây cũng không có xa. Cô Thủy sẽ giúp cho con về cái việc chăm sóc những lúc mà con ốm đau nha. Cái số điện thoại của hai cô cháu thì sẽ liên lạc sau, chú Sinh sẽ gửi sau. Dạ, có cô Thủy sẽ chăm sóc cho con, cô Thủy sẽ cầm máy. Và bây giờ xin phép là với lại chú Tư với lại chị Bình nha. Để em nói như thế này. Về nói về khoản tiền nha chú Tư. Dạ, con gặp cháu Trân nay cũng ít hôm rồi. Cô chú anh chị cũng kiểu là khóc hết nước mắt về cái trường hợp của cháu. Rất là tội. Cũng có người hỗ trợ cho cháu. Nên là hôm nay con xin phép là con công bố cái khoản tiền và cái cách mà con sử dụng cái khoản tiền cho Mạnh Thường Quân cho nó hợp lý. Và con xin nói, em xin nói luôn nha chị Bình. Trước mắt là em xin phép đọc tên và cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho cháu tính tới thời điểm là trưa ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Những ai mà gửi tối nay hoặc là cái clip này chưa đăng á, thì theo dõi tiếp tục những video khác để mình công bố nha. Mình chỉ nhận từ lúc mà mình đăng tập đầu cho tới là trưa ngày hôm nay nha. Nhiều khi là thiếu cái tên hay là cái gì đó thì mọi người thông cảm. Nhưng mà em chỉ đọc cái danh sách tới trưa ngày hôm nay. Hơi dài nhưng mà cô chú anh chị hãy theo dõi nha. Để coi có cái tên của mình ở đó không, với lại cái khoản tiền luôn nha. Rất là dài luôn. Em sẽ đọc tên và cái khoản tiền. Thứ nhất là anh Bùi Đình Nay ở Seattle ở Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là bé Kim Ngân ở Gò Vấp 300 ngàn. Thứ ba là cô Nguyễn ở Úc 5 triệu. Thứ tư là bé Trân và chị Thương ở Long An 500 ngàn. Em sẽ không có đọc cái số thứ tự nữa nha. Em đọc cái tên cho nó lẹ nha. Tiếp đến là cô Hương ở quận 6 1 triệu. Chị Anna ở Huế 300 ngàn.
chị Lê Thị Như Nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh 500.000, chị Quỳnh Thị Hằng ở quận Tân Phú 1.000.000, anh Bảy Nắm ở Đồng Tháp 200.000, chị Hiền ở Vị Thanh Hậu Giang 500.000, chị Sang ở Bình Thạnh 1.000.000, cô Hoa ở phường Phước Long B Thủ Đức 1.000.000, anh Hiệp ở Mỹ 1.000.000, anh Toàn ở Đồng Tháp 300.000, chị họ Lê ở Mỹ $350 là 8.750.000, chị Linh ở Mỹ $50 1.250.000, chị Phạm Thị Mai Thư ở quận Bình Thạnh 500.000, chị Trang Thu ở Úc 1.550.000, chị Kim Thanh ở giáo xứ Bình Thới quận 11 500.000, một chị ở quận 6 5.000.000, anh Vũ Nguyễn ở Mỹ 2.427.000, anh Tôn ở Long An 200.000, chú Hồ Giang Phong và bạn ở Úc 3.000.000, Trini và Anna ở Canada 2.000.000, một người ở Alaska Mỹ 5.000.000, cô Tiết Hà và các con ở Mỹ $100 2.500.000, anh Hữu Thường ở Mang Thít Vĩnh Long 200.000, chị Ly ở quận 7 2.000.000, Nguyễn Bảo Hân ở Đức 1.300.000, chị Trang ở Hóc Môn 200.000, chị ơi ở quận 12 200.000, anh Thông ở Thủ Đức 500.000, bà Dung ở Bình Thạnh 500.000, chị Chi ở Vĩnh Long 2.000.000, chị Loan ở Biên Hòa Đồng Nai 200.000, chị Bình ở quận 7 300.000, chị Thủy Trần ở Cần Thơ 1.000.000, một chị giấu tên ở Hà Lan 5.000.000, Barber Shop Hùng ở quận Tân Phú 300.000, anh Hoàng ở quận Bình Thạnh 500.000, cô Nhàn ở quận Bình Thạnh 400.000, chị Mỹ ở Cần Thơ 600.000, chị Hằng ở quận Tân Bình 500.000, anh Bản tài xế 200.000, chị Nhung ở quận Gò Vấp 1.000.000, chị Nguyễn Thị Tươi ở ấp Cả Bác, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 500.000, dì Tiên ở Mỹ 1.000.000, một chị ở Bình Dương 2.000.000, chị Vân ở quận Tân Bình 500.000, chị Thu ở Bến Tre 500.000, một chị ở Cai Lậy Tiền Giang 500.000, cô Liễu ở Mỹ 1.000.000, chị Mai Thi ở quận 5 1.000.000, anh Thuận ở Mỹ 1.000.000, cô Tiên và cô Trinh ở Mỹ 1.000.000, Quỳnh Hữu Vinh ở quận 5 500.000, chị Tuyết Minh ở Gò Vấp 500.000, cậu Hai Tươi 500.000, anh Thanh ở Mỹ 1.000.000, bà Hường ở Mỹ và một chị ở quận 10 1.500.000, cô Tho ở Hà Lan 2.700.000, Vĩ Ái ở Tiểu Cần Trà Vinh 500.000, chị Quỳnh Kim ở Úc 1.000.000, nhóm chị Nết ở Mỹ 1.500.000, cô Khoa ở Bình Thạnh 500.000, chị Kiều ở Củ Chi 300.000, anh Vũ ở An Giang 300.000, cô Tám, chị Tâm ở Nguyễn Kim quận 10 2.000.000. Thì danh sách mà mình nói là từ tập 1 cho đến trưa ngày hôm nay á, là mình nhận được với cái khoản tiền cho cháu á, là tổng khoản tiền đó là 84.977.000 à, mình nhận tới trưa ngày hôm nay. Thì bây giờ đó con xin phép là con sẽ nói về cái khoản tiền này nha. 84.977.000. Hôm bữa đó chị Bình có ứng ra cho mình lúc mà mình vô cấp cứu á, là 10.000.000. Là con nói với chị Bình á, để con tổng kết cái khoản tiền lại thì con sẽ trả cho chị Bình. Dạ. Là cái khoản tiền đó là ông nội là đã lấy ngày hôm qua ra là 7.000.000 đó. Có nghĩa là 10.000.000 của chị Bình là chỉ có xài có khoảng có 2.000.000 mấy 3.000.000 thôi đó. Nhưng mà con trả lại cho chị Bình 10.000.000. Còn 7.000.000 của ông nội đó thì ông nội phải giữ cho cháu nha. Cái này là ông nội giữ riêng nha. Trước mắt đó là em sẽ gửi đến trả lại cho chị Bình là 10.000.000 nè. 1.000.000. 2.000.000. 3.000.000. 4.000.000. 5.000.000. 6.000.000. 7.000.000. 8.000.000. 9.000.000. 10.000.000 nghe chị. Con dạ. Biết con gái, cô giải thích với con biết nha. Hôm đó cô đóng cái tờ tạm ứng 10.000.000
cái tờ xanh xanh đưa con đó, con nhớ không? Đó 10 triệu, hôm nay là chú xin trả cô nè. Rồi cái 10 triệu đó thì ngày hôm qua ông nội đi thanh toán tiền viện phí để bác sĩ xuất viện cho con về đó. Thì cái tiền thối lại của con hiện tại là ông nội đang giữ. Ông nội đang giữ 7 triệu mấy đó nha. Giữ 7 triệu mấy đó nha. Hôm bữa cấp cứu mình vô chỉ có xài có 2 triệu mấy thôi đó nha. Cái này là cô giải thích cho con biết để con nói rồi tiền của con rồi đưa cô. Mình xin phép mình nói thêm nha, 10 triệu là mình gửi cho chị Bình, mình trả cho chị Bình rồi, chị Bình đóng giùm mình là tạm ứng lại, tạm ứng. Tạm ứng là 10 triệu. Còn cái 5 triệu mà mình ứng đợt sau cho cháu khi mà ở bên nhà chị Bình đó, đó để mà cháu đi xét nghiệm đó, đó thì mình sẽ trừ ra cái khoản này luôn nha, cô chú anh chị. Rồi tiếp tục nha. Chú Sinh có hứa với con á, là chú Sinh sẽ thay mặt các mạnh thường quân, chú Sinh sẽ mua một cái điện thoại để mà tặng cho con, để mà có cái số điện thoại để mà chú cháu mình dễ liên hệ nè. Rồi có điện thoại đó, một phần á, là con có thể là con giải trí được, một phần á, là con có cái thời gian để mà con tìm hiểu cái bệnh tình của con ở trên điện thoại ha. Để mà thuốc thang đồ này nọ con cũng cần phải tìm hiểu nha. Chú Sinh đã mua cho con cái điện thoại là 3 triệu rưỡi. Chú Thinh mua điện thoại nè, sim nè, tất cả những gì mà sử dụng tất tần tật luôn, là có nghĩa là con khỏi mua cái gì hết á, là 3 triệu rưỡi nha. Chút xíu cuối clip là mình khui cái điện thoại này ra nha. Vui không? Mừng không? Dạ có. Có hả? Từ đó giờ có xài điện thoại cảm ứng không? Dạ có, mà mượn của bạn không? Có mà mượn của bạn không? Không bữa không bán. Bán được nhiêu? Bán được 2 triệu là tất nhiên ông nội mua điện thoại mắc tiền lắm. Ủa? Chú Tư có mua điện thoại cho nó, cho cháu nữa rồi hả? Mới nói. Rồi. Về những cái khoản thiếu nợ là trả thêm nữa nè. Là hôm bữa là một phụ huynh đang nuôi con bệnh ở nhà lưu trú Rumi tên là mẹ bé Thành. Mình có nhờ mẹ bé Thành mua giùm cháu là quần áo và một số đồ cho cháu với cái khoản tiền là 700 ngàn. Thì đi qua bên đây thì không có chị Thành ở đây, thì xin phép là nhờ chị Bình nhận giùm em để mà trả lại bên chị Thành giùm em 700 ngàn tiền mua quần áo. Dạ. Gọi là cô giải thích với con nữa nè, cái đồ mà hôm trước cô mua cho con là riêng rồi không có tính ha. Còn cái đồ này á, là cái tiền này á, là của mẹ Thành mua ha. Cho nên là thôi trả lại cho mẹ Thành nha. Cái này là của mẹ Thành đó con. Đây. Chứ không có phải tính cái phần tiền đồ mà cô mua cho con trước đây. Cái tiền sau, mấy bộ sau cô quên rồi. Mấy bộ màu tối tối sau này nè. Dạ, 4 bộ. 4 bộ nữa ha. Rồi. Là 700 ngàn chị nhận nha. Dạ. Rồi cái khoản tiền như thế này ha cô chú anh chị. Tổng cái khoản tiền mà danh sách á, mình đọc hồi nãy là 84.977.000. Mình trừ ra là 10 triệu trả chị Bình nè, 5 triệu cái tiền ứng mà hôm bữa để mà đi xét nghiệm nè, với lại 3 triệu gửi tiền điện thoại nè, 700.000 trả cho chị Thành. Thì 84.977.000 trừ những cái khoản đó ra thì còn lại là 65.777.000. Hồi nãy cháu nó cũng nói thì cái tiền trả tiền nhà trọ 2 tháng thì cháu nó cũng còn 4-5 triệu. Mình xin phép là mình sẽ trích ra cái khoản tiền nhỏ ra để mình đưa cho cháu luôn, để nhiều khi là nửa đêm nửa hôm cháu có bị sốt bị đau yếu gì thì có tiền để mà nhiều khi, tại vì ở đây được cái là tiện, nó cũng gần ở bệnh viện quận 8 á cô chú anh chị, ví dụ có gì đó nó khác lạ thì mình vô và mình cũng phải có cần tiền. Mình sẽ trích ra cái khoản tiền đó là 5.777.000, mình sẽ gửi trực tiếp cho cháu Trân. Nhưng mà cháu Trân thì cũng phải hứa với lại chú Sinh phải sử dụng đúng cái khoản tiền nha. Con cầm đi. 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 5.777.000 77.000 thì chú xin đưa luôn là 90 luôn nha. Đó. Rồi vậy chi là hiện tại bây giờ tới ngày hôm nay đó là GoFood
đang giữ cho cháu là 60 triệu. Và chắc chắn một điều là còn 60 triệu đó thì cô Phú sẽ không đưa cho ông nội và kể cả là cháu Trân, theo cái lời dặn của các mạnh thường quân và cũng như là rút kinh nghiệm ở các cái trường hợp khác. Với cái khoản tiền này, con thưa với lại chú Tư là để là giữ lại và dành tiền để mà điều trị cho cháu những lúc mà cháu đau ốm, và những sắp tới là tụi con sẽ định hướng cho cháu để mà cháu đi điều trị nữa. Dạ, nên là cần một khoản tiền, nên là tụi con sẽ giữ 60 triệu cho cháu. Dạ. Thôi nè, cô dặn nè, cái tiền này á, là con cứ ăn uống bồi dưỡng sức khỏe của con, cái gì liên quan đến sức khỏe của con thì con sử dụng, chứ con đừng có mua sắm bừa bãi đồ này kia vậy nha con. Tiền ông bà cô chú mạnh thường quân á, thời buổi kinh tế khó khăn làm rất là vất vả, nhưng thương con đó, thương cho cái hoàn cảnh của con, cho nên con phải trân quý. Con cảm ơn ông bà cô chú đi con. Con cảm ơn mọi người, ông bà cô chú ủng hộ con chị Quỳnh, rồi có gì giúp đỡ cho con nha cô bà cô chú anh chị. À, chị Bình đưa cái mic giùm mà. Ông chú, ông nội ơi, chú Tư ơi, từ hồi nãy là con nói về những cái khoản tiền như vậy thì chú Tư có đồng ý không? Đồng ý. Chú Tư đồng ý ha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ con sẽ nói thêm về cái vấn đề của chú Tư với lại bên chị Bình. Thực sự thì chú Tư cũng có trách nhiệm với lại cháu, chứ không phải là không có trách nhiệm. Từ lúc mà cháu Trân mà vô bệnh viện tới giờ là chú Tư kiểu là hợp tác là nhiệt tình luôn á, rất là nhiệt tình để mà lo cho cháu. Thì thấy về cái điều này cũng như là cô chú anh chị những khán giả cũng thấy, nên là cũng có một vài người đó họ gửi ít tiền tặng cho chú Tư. Thì sẵn tiện đây thì con xin gửi cho chú Tư luôn nha. Ở đây là có anh Bùi Đình Nai ở Seattle ở Mỹ gửi tặng cho chú Tư là 1 triệu. Thứ hai là cô Nguyệt Huyền Duyên ở Bình Dương là 1 triệu. Và cuối cùng là nhóm chị Nết ở Mỹ 1 triệu. Tổng cộng là họ tặng cho chú Tư là 3 triệu. Với cái lời dặn là chúc sức khỏe, với lại cái tiền này chú Tư nên là đi coi thuốc thang với lại đi khám bệnh coi lại làm sao nha. Tại đây họ nói là cũng thấy chú Tư cũng yếu. Chú Tư có uống thuốc gì mà... Đây, con gửi chú Tư 3 triệu đó nha, tặng chú Tư đó. Này nó bị hai miếng. Chú đếm lên, chú đếm lại đi chú. Chú đếm đi. Cái tiền này chú muốn xài gì chú xài, chứ không phải tiền này để mà tặng gửi chú để chú lo cho bé Trân nha. Tặng chú đó chú muốn xài gì chú xài. Xin cảm ơn. Cảm ơn thường quân. Chị Bình ơi, có anh Viết Huy ở Mỹ gửi chị 1 triệu. Dạ, gửi cho chị 1 triệu nha. Cái này là anh nói là gửi với chị với cái lời nhắn là dùng sao dùng, em cũng không biết là dùng cá nhân hay là dùng ở nhà thì... Dạ, nhưng mà cái này là gửi tặng cho chị, anh Viết Huy ở Mỹ nha. Em cảm ơn anh Huy ạ. Cảm ơn anh. Đó. À, thì về cái khoản tiền trong ngày hôm nay đó thì mình cũng đã làm theo lời Mạnh Thường Quân, với lại là mấy anh em ở trong nhóm thì cũng nhất trí, nên là từ nãy cũng đã xong về những cái khoản tiền hai cô chú anh chị. Những ai mà gửi sau đó thì ở những video sau em sẽ tổng kết tất tần tật lại, tại vì đây là những cái khoản tiền nó gọi là mình tạm thời thôi, em chỉ đọc tên thôi, còn cái danh sách mà thường thường mà em thường đọc mà vừa có cái tên mình trong giấy đó thì em sẽ làm để những video sau. Tại vì còn những cái Mạnh Thường Quân ở phía sau em sẽ gom lại và em sẽ làm hoàn chỉnh nha. Em sẽ làm hoàn chỉnh. Về cái bệnh của cháu thì như thế này chị Bình, là sau khi mà em đăng lên rất là nhiều thầy thuốc, rất là nhiều chỗ, đông y cũng có, tây y cũng có, thuốc nam cũng có, điện thoại rất là nhiều, và họ dẫn chứng ra luôn, họ là điều trị là hiệu quả đối với những bệnh nhân như vậy luôn. Họ cũng đưa hình ảnh dẫn chứng ra cho tụi em coi. Thì cũng đang bàn bạc lại với họ, tại vì họ nói là họ điều trị không đồng đó.
họ điều trị bằng cái tâm, nên là để bàn bạc lại rồi sẽ có cái hướng cho cháu trong những ngày sắp tới. Như chị Bình hồi nãy cũng có nói là bạn của chị là cũng nói là vô cái trung tâm gì đó ha, thì cái đó cũng bàn sao. Rồi cũng có người kêu là đi vô nhiệt đới, có người vô trung tâm này trung tâm nọ, nhưng mà trước mắt là phải uống cái thuốc, uống cái thuốc đó cho nó định kỳ nha chú. Con, chú con có ý kiến như thế này, giống như kể từ ngày mai chú có thể liên hệ ở đâu đó dẫn cháu cho nó cái thuốc định kỳ của nó hàng tháng á, trở lại giống như ban đầu để như nó ổn định về sức khỏe về cái bệnh kia trước, được không chú? Cái này vậy chắc mà nhiệt đới. Dạ chú giúp con chuyện này ha chú ha, cho nó nói chung là cho nó uống cái thuốc đó đi, rồi cái bệnh này thì bắt đầu sẽ tụi con sẽ tìm cái hướng tốt nhất cho bé. Mong là cô chú anh chị, các mạnh thường quân, các khán giả hãy góp ý giùm nha về cái trường hợp của cháu ở cái phần bình luận nha cô chú anh chị. Đó thì những cái gì mà em có thể là em nói được và cũng như là ngày hôm nay em chia sẻ được với cô chú anh chị thì cũng tất tần tật rồi, tất tần tật trong cái video ngày hôm nay rồi. Mong cô chú anh chị hãy góp ý giùm ha. Đây cái máy nè, thôi tự mở ra đi. Thường là nghe nói là đập hộp. Đâu đón thử coi màu gì, máy màu gì. Màu xanh. Sao biết màu xanh, có chữ màu xanh đó. Trời ơi. Rồi mở ra. Ồ vậy là cái máy là cái màu giống cái bộ đồ bữa nay luôn nè. Nói chung là người ta tư vấn với cô á là có hai cái màu. Một là màu xanh, hai là màu đen. Nên chọn cái màu nào? Thì cô mới nói với chú Sinh là thôi lấy màu xanh cho con. Màu xanh để như thế nào? Hy vọng. Màu xanh hy vọng. Mọi thứ đều là hy vọng. Ha con ha. Chú Sinh nhắn sim vô luôn đó luôn rồi hết luôn rồi đó. Rồi. Cất tiền đi con, ấy điện thoại kìa. Coi điện thoại mới kìa. Con để này nè. Đó. Rồi coi điện thoại đi. Thấy được không? Con có thích màu này không? Cũng màu xanh y trang cái màu áo à, chị y trang màu xanh màu hy vọng ha. Xanh hy vọng ha. Hy vọng cho con có được sức khỏe, bình an, may mắn ha, vượt qua được với lại mọi cái bệnh tật. Rồi. Thôi. Vui rồi đúng không? Nói cái chữ may mắn rồi cũng quên. Tặng cho con tờ tiền 2 đô nè. Thường thường thấy mấy bạn hay để trong ốp lưng á. Nè, làm may mắn là cho nó may mắn nha. Cái này là của chú Nai ở Mỹ tặng nha. Rồi con cũng tặng cho chú Tư luôn một tờ nha. May mắn đi đường xe cộ đồ đó. Rồi như thế này nha. Cái điện thoại thì chắc là mấy đứa này nó cũng rành hết rồi ha chị Bình. Cũng không có cần hướng dẫn ha. Không biết không? Mấy đứa này nó rành hơn mình mà. Nè sạc rồi là có đủ hết rồi nha. Đó. Rồi là sim rồi nè, đồ mở sim nè. Số điện thoại ở đây nè nha, số điện thoại của con nè. Đó, số điện thoại của con. Nhớ là lúc nào cũng phải mở máy và sử dụng cái số này nha, không được đổi số nha. Rồi, điện thoại thì dễ rồi. Đó. Rồi. Cái sim gì đó rồi xài. Vui không? Dạ vui. Rồi bây giờ cảm thấy như thế nào, giống như từ hôm mà gặp chú Sinh, gặp cô Bình, gặp cô Thủy gì đây nè. Rồi cho đến ngày hôm nay con nói cái tâm nguyện của con như thế nào cho mọi người biết đi. Con cảm ơn cô Bình, chú Sinh đã ủng hộ con với chị Bình, với cô chú anh chị ủng hộ con tiền chị Bình. Con cũng cầu mong con hết bệnh để con khỏe coi như nào. Nghĩ nè. Rồi hứa với chú Sinh đó nè nha. Hồi nãy là hứa rồi nha. Dạ. Tiền sử dụng đúng mục đích. Dạ. Cái thứ hai, phòng này mai mốt chú Sinh có trở lại đó là phải thấy ngăn nắp và sạch sẽ. Đồ đạc cái nào bỏ là bỏ, cái nào giữ là giữ, và không có để mà là kiểu chất đống như vậy nha. Rồi cái thứ ba nữa, không dẫn bạn bè về đây, tụ tập về đây. Trong cái tinh thần là đến thăm thì nhiều khi là còn vui vưa được, chứ mà về đây mà tụ tập rồi mở nhạc to rồi khuya khoắt rồi đem đồ ăn khuya rồi về đây là chú Sinh mà biết được cái là chú Sinh bỏ luôn nha. Chú Sinh không? Chị đã biết phòng, chị có thể qua bất cứ lúc nào. Nếu mà qua mà thấy mà con tụ tập từ này kia vậy là cái đó là cô không đồng ý rồi đó, nghe không? Rồi những gì mà hôm nay chú Sinh nói cũng nói hết rồi nha.
Thôi chắc cũng về chú Tư. Chú Tư cũng biết ở đây rồi ha. Cháu nó có tối có sốt có gì chú Tư phải chạy qua nha. Rồi, rồi tụi con chỉ làm cái nhiệm vụ là tới đây rồi tụi con sẽ đi tìm hiểu thêm về những cái chỗ mà để mà điều trị cho cháu và liên hệ lại với lại những anh những chú mà thầy thuốc đó mà đã liên hệ với lại tụi em để mà có hướng nha. Mọi người hãy để cái phần bình luận góp ý là về cái hướng điều trị chữa trị cho con bé này nha cô chú anh chị. Dạ, video em sẽ tiếp tục cập nhật đến cho cô chú anh chị ở ngày sau nha. Thôi thì chắc là cũng để anh Tí với lại chị Bình về, đường còn quá xa rồi, hôm nay cũng đi quá trễ rồi. Thôi mình đi về ha chị. Cảm ơn chị Bình luôn nha. Rồi. Con chào ông nội nha. Con chào con nha. Cố gắng nha. Rồi. Rồi. Thôi xin phép là chia tay với cô chú anh chị ở trong video ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.